Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa với cô bác anh chị Mạnh Thường Quân bên nước ngoài kính mến. Hôm nay thì tôi rất lấy làm vui mừng là cháu Cường đã xin được cái số tiền của hai kênh. Hôm nay chúng tôi đi đến nhà chú Năm nay để trao tiền cho chú Năm, để cho chú Năm là mổ trị bệnh tim của chú. Mong nhờ ơn trên gia hộ cho chú là mau hết bệnh. Và cũng rất là lấy làm vui mừng là khi được là cô bác anh chị Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho các kinh mà tôi đã được đồng hành, thì xin chân thành cảm ơn quý vị. Giờ chúng tôi đi từ đằng cơ sở đó quý vị, lại tới nhà của chú Năm nó khoảng xa là 600 thước đó nha, đi tới đang là 600 thước đó, để giúp đỡ cho chú Năm, mong cô bác anh chị mình đi theo nha. Các mạnh thường quân đây là gần tới nhà chú Năm rồi đó quý vị. Rồi thôi giờ mời hai cháu đi vô nhà chú Năm để mình trao tiền cho chú Năm. Rồi đi vô. Rồi. Em lên nha. Dạ thưa chào chú Năm và cô ba. Dạ, chào gia đình ha. Dạ. Rồi mời mấy em. Thì hôm nay để xin báo tin cho chú Năm mừng là bữa hổm mấy cháu có đến đây để là quay phim và hỏi gia đình mình vấn đề bệnh tật của chú Năm. Thì hôm nay thì các cháu đến đây để nhận được cái số tiền của cô bác Mạnh Thường Quân ở trong và ngoài nước đến đây để chia sẻ với chú Năm, và mong cho cái chú Năm có một số tiền để uống thuốc trị bệnh tim của chính mình cho mau lành bệnh, để cô bác anh chị cũng rất vui, là tại vì giúp đỡ cái gì mà cô mà gia đình nó được là có nhiều sức khỏe thì ra thì cô bác trên là mạng người ta rất vui mừng hơn. Rồi thành ra thì ở đây thì có hai cháu, một là Tâm Linh Kỳ Diệu, thứ hai là của kênh của Ngô Cường Tu Be, thì đã có gửi cho chú được một số tiền như sau. Bên kênh mà Tâm Linh Kỳ Diệu thì được cô Lê Cẩm Giang ở Đài Loan là 2 triệu đồng, chị Phượng Mỹ 300.000 đồng, cái đó là kênh của Tâm Linh Kỳ Diệu. Vậy thì mời Cái này thư ký trao. tặng cho bé ha, này là 2 triệu 3. Rồi bên cái kênh của cháu Ngô Cường Tu Be đó thì chị Liên là 1 triệu, Lê Thị Tú Sinh là 500.000 đồng, chị Trang Nguyễn ở nước ngoài là 2 triệu 2, chị Nguyễn Thị Bông ở nước ngoài là 2 triệu rưỡi, chị Mai Loan là 2 triệu rưỡi, cũng ở nước ngoài, và anh Chính ở Úc là 1 triệu 6, tức là tổng cộng là 10 triệu 300.000 đồng nhờ chú trao. Chị Liễu Là chị Liễu. Thì đây để tôi thì xin đọc lại cho chú nghe để chú được vui ha. Là chị Lê Cẩm Giang ở Đài Loan là 2 triệu. Chị Phượng Mỹ 300.000 đồng. Kênh của Ngô Cường á thì Tu Be đó thì chị Liễu là 1 triệu. Lê Thị Tú Sinh là 500. Chị Trang Nguyễn ở nước ngoài là 2 triệu 2. Chị Bông Nguyễn Thị Bông ở nước ngoài cũng 2 triệu rưỡi. Chị Mai Loan 2 triệu rưỡi ở nước ngoài. Anh Chính ở Úc 1 triệu 6. Đây là 10 triệu 300 ngàn đồng. Tổng cộng chung hai kênh là 10 2 triệu 10
13 triệu 300 ngàn đồng, không à, 13 triệu 6 hả, 13 triệu 6 là hai kênh ha. Gán uống thuốc cho hết bệnh nha. Rồi rồi bây giờ chú có cái đồ gì tâm sự với mấy chú chia sẻ cho mình. Dạ. Năm nói đi. Cảm ơn người nhà với các chú đang á. Em không bị bệnh nó là rớt. Cô mấy bác ở bên mình Thường Quân. Mình Thường Quân. Những ngày nghiệp cũng mong ơn hết trơn cả anh em ở đây. Thì thôi ở đây thì chú Năm ổng nói chuyện cũng hơi nhỏ tiếng. Thì tôi xin mà đại diện cho gia đình thì cũng là người ở địa phương, xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị ở nước ngoài cũng như ở trong nước đã nhiệt tình nghe được tin chú Năm bệnh, do hai cháu nó lên cái hai clip để mà đến tại gia đình. Các cháu đã cùng với tôi nối dài cái cánh tay nhân ái để chia sẻ cho nhau giúp đỡ chú Năm nay trong cái lúc hoạn nạn này. Thì chúng tôi rất thấy làm chân thành cảm ơn quý vị và chúc cho cô bác anh chị mình sống vui, sống khỏe và tạo cái điều kiện là làm ăn thoải mái hơn để sau này chúng tôi còn phải đến các nhà đồng đạo nhiều hơn nữa. Vì gì ở xã Vĩnh Lợi là xã tứ giác của huyện Châu Thành, rất nghèo vì ở vùng sâu. Mong cô bác anh chị của mình quan hỷ để ủng hộ tôi với Ngô Cường và chị Diệu Tâm Linh cũng như Nguyễn Hiệp Tu Be nữa, để mà chúng tôi ba chú cháu chúng tôi cùng đồng hành để cùng nhau để chia sẻ. Mong quý vị cũng quan hỷ giùm. Nam Mô A Di Đà Phật.